Thu Hà, Nguyễn Văn là ứng cử viên của thành nghị viên thành phố Gangro và hạt số 3. Em cũng là một trong những thành viên của ban liên lạc các hội đồng trẻ tại Nam California và sinh hoạt trong cộng đồng của Mỹ đã nhiều năm qua. Thu Hà cũng rất là tha thiết kêu gọi các đồng hương, quý hội đoàn thể hãy góp tay vào cái phần nên kêu gọi tất cả mọi người ghi danh bầu cử, tại vì lá phiếu của chúng ta nói lên sức mạnh của cộng đồng. Chúng ta chọn những người xứng đáng, những người có thể làm việc được để phục vụ cộng đồng, cũng giống như cư dân của những nơi mà các ứng cử viên xả ra tranh cử. Cho nên lá phiếu là quyền công dân mà mình có thể mình làm được. Có nhiều nơi giống như tại Việt Nam bây giờ, có nhiều đồng hương của chúng ta ở tại Việt Nam không thể nào bỏ phiếu chọn cho họ người lãnh đạo xứng đáng. Và chúng ta ở nơi đây là một xứ tự do, được quyền bầu cử, được quyền chọn lãnh đạo tốt, thì tại sao chúng ta không làm? Cho nên Thu Hà cũng rất là tha thiết kêu gọi các đồng hương, nhất là người Việt ở miền Nam California nói chung, nói riêng, và tất cả nơi, tất cả các cộng đồng người Việt trên khắp các nước Mỹ, trên khắp các tiểu bang trên nước Mỹ, hãy nên tham gia bầu cử tích cực hơn, ghi danh bầu cử và cùng đi bầu. Đó là một điều mà Thu Hà rất là tha thiết kêu gọi tất cả đồng hương của chúng ta tiếp tay để mà chúng ta có thể chọn được người xứng đáng, và nhất là những người người Mỹ gốc Việt có những thành tích tốt phục vụ cộng đồng trong nhiều năm qua, có thể đưa họ vào những vị trí để lại phục vụ cho cộng đồng.